Tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham gia của 220 doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ngành hàng. Đây được xem là cơ hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm cũng như tìm kiếm mở rộng thị trường và kết nối giao thương một cách hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tính Hùng có địa chỉ tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng cửa cuốn công nghệ Đức, Úc, cửa kéo Đài Loan cao cấp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, công ty đã có thị trường tại các tỉnh trong khu vực. Mặc dù vậy, đến với hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại lần này vẫn mong muốn quảng bá cũng như tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh thành trong cả nước. Tham gia cái hội nghị này nhằm để quảng bá thương hiệu mình đến các tỉnh xa hơn nữa, như về các tỉnh ở miền Trung và miền Bắc. Và hướng tới sẽ hy vọng là sẽ phát triển qua xuất khẩu qua những nước bạn gần như là Campuchia, Lào. Ngoài nội thất, bất động sản, thời trang, trang sức cùng các sản phẩm ô cốp, các doanh nghiệp tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại còn cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực ngành hàng kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Fujiwa Việt Nam có địa chỉ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều sản phẩm nước uống giàu hydrogen cao cấp cũng hy vọng sẽ kết nối thêm thị trường với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một cái kênh mà giúp chúng ta giao lưu được, phát triển doanh nghiệp rất là tốt, bởi vì khi mà chúng ta đi các cái chương trình giao thương thì chúng ta được gặp gỡ và giao lưu và chúng ta được trưng bày sản phẩm, thì mọi người có thể đến trải nghiệm sản phẩm. Liên kết hợp tác để cùng phát triển được xem là một trong những định hướng quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Trong đó đặc biệt là liên kết trong khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm luôn là chìa khóa tất yếu mang đến sự thành công đối với mỗi ngành hàng cũng như doanh nghiệp hiện nay. Cái cơ hội để cho doanh nghiệp chúng ta tạo ra là chắc chắn có. Quan trọng là chúng ta đã có trưng bày cái sản phẩm để cho những cái khách hàng tiềm năng mà nhìn vào và biết để kết nối với chúng ta, và tôi thấy đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Câu lạc bộ của chúng tôi có ít nhất là phân nửa các thành viên của chúng tôi đã tham dự cái đoàn đi lần này, có cả những đơn vị sản xuất, có những đơn vị về dịch vụ, nhưng mà họ luôn mong muốn khát khao đến cái nơi xúc tiến thương mại ở Cần Thơ để tìm ra những cái cơ hội đầu tư. Và tôi mong rằng là tất cả những anh em chúng tôi đã đưa doanh nghiệp xuống đây thì họ đều đạt được một trong những cái mục đích mà họ mong muốn. Cùng với trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm mở rộng thị trường, các doanh nghiệp tham gia hội nghị còn có dịp tham quan, khảo sát, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với nhau. Qua đó tạo thêm điều kiện để kết nối giao thương giữa các tỉnh thành cũng như khu vực, vùng miền, góp phần vào sự phát triển chung cho nền kinh tế cả nước.